người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Yeah. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một video. Chúng ta sẽ chơi mini game nha anh em. Và chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi, chính là trò chơi trốn tìm. Thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ là trò chơi này lâu lắm rồi, có gì đâu mà vui mà cứ quay đi quay lại hoài. Thật ra trên kênh mình từ trước giờ chưa có video trốn tìm nào cả. Thật ra có mà mình quên. Nhưng mà nói chung á là mình thấy cái trò trốn tìm này rất là vui, cho nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ rủ các thành viên trong team của mình vào đây để chơi cùng với mình nha. Thì hôm nay chúng ta có Kyron và có anh Mr. Dịch và chị Camui đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi nha. Ok rồi, chúng ta bắt đầu thôi nào. Không nói dài dòng nữa. Thì trong trận này có lẽ là mình với Kyron sẽ là người đi trốn. Chị không Kyron? Gì? Tôi với ông là người đi trốn đi. Tìm, cái này là người đi tìm rồi. Ủa người đi tìm hả? Ok, tìm ủa, tìm trước. Ủa người đi trốn rồi đúng không? Hả? Người đi tìm mình nè. Không người đi trốn đi tìm hả? Tìm. Trốn đi đây. Ok vậy mình sẽ người đi trốn. Ok được rồi các bạn ơi, vậy bây giờ mình với lại là Kyron sẽ đi kiếm anh Dịch với chị Camui nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm anh Mr. Dịch với chị Camui thôi nào. Trời ơi là trời. Đông như thế này làm sao mà kiếm ra được? Cái trò này chưa giờ là cũ. Cứ hề nhắc luôn. Bây giờ tôi không biết mấy ông ở đâu luôn á. Em cao lên mày cao bay. Giờ Dịch biết thành con gì vậy giờ? Dịch ơi, Dịch biết thành con gì Dịch? Anh biến thành Pikachu rồi. Pikachu hả? Pikachu rồi. Pikachu rồi. Dịch đâu ta? Dịch đâu ta? Dịch đâu rồi ta? Trời ơi đông quá, biết ông nào là Dịch đấy trời. Phong ơi, Camui đang đi đằng sau Phong nè. Đây đi đằng sau, đang đi đằng sau, đang đi đằng sau. Ai đây? Ai đây? Mày phải không? Mày phải không? Trời ơi, không phải. Con này phải không? Đâu à? Ủa không phải luôn, con này là con bò. Phong lấy đi tùm luôn kìa. Hả? Thì em đang đi kiếm mà, đi kiếm mà đánh chứ. Một lời gì đẹp đẹp gì như mơ vậy à? Ủa đâu nhờ? Dịch Camui đâu nhờ? Mày quá Phong, nó không đẹp. Ê mình thấy ơi. Cái bà Camui bà biến thành cái con kìa, cái con mà lấy xe cái đó. Nè. Giết nè. Giết chết bà Camui hả bạn ơi, mình đã giết chết bà Camui rồi. Ai dụ nha. Đúng là Camui núp mà. Ok, bà Camui nè, bây giờ tới lượt ông Mr. Dịch nữa. Ôi, ông Mr. Dịch. Camui chơi là ai dụ nha. Camui nha, Camui đổi skin thành cái con mini bit đi Phong. Sao Camui ăn thêm cái kia vào. Con vịt nha, Camui. Đâu rồi, Dịch đâu, Dịch đâu. Dịch ấm tóc biến đó rồi. Cái chỗ đó là em từng trốn rồi Dịch à, cho nên là em biết. Dịch này. Ôi, ông này biết thành con gì nữa rồi. Chạy anh. Con gì vậy? Anh biết con gì vậy? Dịch đâu rồi? Cọc nha, cọc đó. Trời ơi. Ông lại biết thành con gì nữa coi. Giết hết cho tôi coi, giết hết tất cả cho tôi luôn. Giết hết luôn, không chừa một con nào luôn, giết hết. Tính ra cái con này cả bản đồ chỉ có một con thôi á. Một con. Hả bản đồ chỉ có một con. Nó đứng ở ngay trung tâm luôn á. Ngay trung tâm. Con biết ngu, con biết ngu. Ông là cay, ông đây là cay, giết heo, con biết ngu á. Ok, thêm một trận nữa nha. Trận này là tới lượt em với Kyron trốn nha. Ok rồi, bắt đầu nha. Bắt đầu nè. Ok rồi, Kyron đi trốn, Kyron ơi. Đây. Điểm nào, điểm ngực nào. 10, 9, 8, 7, khéo. Tôi là cái con gây sinh đôi nè. 3, hả, đủ. Ok mọi người ơi, bọn mình bắt đầu đi trốn nha anh em. Đi trốn phải nào mọi người ơi. Chưa. Hello. Trốn rồi mình ơi, trốn rồi. Ok này. Bà bảo tôi cầm bà cái kiếm tôi làm tôi chạy quay lại không bà lại chạy vào bà lấy. Mà tin tôi chém chết bà. Hello Phong. Hello Kai. Có mini gì vậy? Có hai người à. Mấy con tắc kè này, mấy con tắc kè nhìn hay à. Nhìn mấy gì tắc kè gì. Dịch ơi, em đang trốn mới Dịch ơi. Dịch ráng kiếm em nha. Dịch ráng kiếm em nha. Ôi, giết Phong Pháp 1 phút 1 nè. Hồi nãy Dịch chơi hải dụ quá.
Mình đã nói mình đang ở một nơi tiếp theo. Camu sẽ chơi chỗ này. Thôi trời ơi, mấy bạn ơi, mình đứng ở đây mình thấy được ông Dịch, ông đang đánh rất là nhiều người luôn. Ông Dịch này, ông chơi ép luôn. Mình đứng ở đây à? Tôi đang một người ôi, nấp không khói bụi thành phố. Mấy bạn ơi, mình bước qua đời dâu. Mình nấp ở đây, ông Dịch, ông không biết mình ở đâu luôn mấy bạn ơi. Để làm nhau đâu. Mày vô vậy quá, tôi chạy rồi. Ủa sao lên được vậy? Hả? Ông, trời ơi. Chết tôi rồi. Em núp rồi hả? Đâu ta? Để bước qua. Tôi thấy có một cái gì. Trời ơi, mấy bạn ơi, có một con vịt đang bơi ở bên dưới nước kìa. Trời ơi. Khó nhờ. Giết nó. One hour later. Chết Chiron rồi, mình nghe tiếng Chiron la hét rồi. Ok, biến hình. Mày là thua rồi, chứ có ai rồi không? Trời. Không cần TV ơi. Rồi. Ủa cái gì vậy? Sao dịch giết hơn nhiều vậy? Còn có mấy con vậy? Sao giết chồng của hơn mà. Trời ơi, ông dịch, ông chơi, ông giết hết tất cả luôn các bạn. Ông dịch chơi hải vụ vậy. Dịch, anh chơi kỳ quá nha. Anh chơi, anh giết hết tất cả gì, ai thèm chơi nữa. Anh chơi kỳ vậy. Cái này là gọi là cái gì ta, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót nè. Trời gì cũng móc ra thôi, thật. Còn có 14 vấn đề chỉ còn là thời gian thôi mà. Mày chém nó mệt chưa? Chạy có khi là nó lấy kiếm ra pha này thì mình không? Đúng rồi. Chị kia. Dịch chơi mất dạy ha. Mình chém mới có thể chuyển nó còn á. Dịch chơi mất dạy. Mấy bạn yeah. ơi, dịch chơi kỳ quá, dịch chơi dịch giết hết luôn. Mình đánh hết cho mắt. Dịch chơi kỳ à. Dịch chơi kỳ quá. Ok, trận này chúng ta sẽ chơi thế nào đây? Là chơi trận này á, là bởi vì là em là người quay video cho nên là em sẽ chơi theo kiểu là cho mọi người đi kiếm một mình em trốn. Chơi. Chơi không? Được nghe. Không. Ok. Ba người cứ nghe em chiến thuật chém hết. Ok. Cái gì? Thôi, bậy nha, không chơi nha. Ok, em cho Chiron qua bên nhân dịch luôn nè. Ok rồi, bây giờ bắt đầu nha. Em phải chạy vô game lấy cây kiếm nè. Ok, em trốn đây. Ok, đi lấy kiếm nha. Đấy, biến hình. Lấy 3-4 cây nha chị. Để ra coi phong biến thành con gì nào. Kiếm đâu? Đây. Mình bước qua đời nhau. Em nói nha, không có chơi giết nhiều người nha. Chơi một chơi kỳ nha. Một mình tao. Giết hết. Ok bạn, không giết hết nha. Chúng ta phải đi săn. 3v1. Đây em lấy kiếm rồi. 3v1 để tôi kiếm nha. Phong đâu ta? Mình bước qua đời nhau. Chừng nào mà mình đấy lâu quá rồi mình mới dùng cái chiến thuật thả giết nhầm không bỏ sót rồi. Đúng rồi. Ok. Thôi chị cá mui ơi, em đằng sau lưng chị nè, chị cá mui ơi. Thôi Chiron nhảy xuống nước làm gì vậy Chiron? Đang đứng đâu quan sát á nha. Ủa đâu ta? Ghê vậy. Cu Yong. Chứ không phải là tôi. Hình như Phong nó đứng ở giữa map chứ không đi vào. Ôi trời may quá, mình mới vừa bị dịch chém trúng. Á đù. Ờ có à. Lừa hết đấy nè, lừa hết đấy. Thiệt, mới bị chém trúng nhưng mà may mà dịch không để, dịch không giết ấy. À, biết rồi. Biết rồi. Ôi, mấy bạn ơi, ông thảm sát. Mình phải leo lên cây mình trốn, mình phải leo lên cây mình trốn mới được. Dịch là bắt đầu thấy có hiện tượng lạ đó, dịch thấy có hiện tượng lạ đó. Mình bước qua đời nhau, để làm dịch đâu. Bà Camila, bà đứng trong góc đấy, bà ngắm con gì trong đấy à? Ai biết được nhớ đâu nó đứng đấy.
Em chơi là em không có ngu gì, em leo mấy cái chỗ cao nấp đâu chị ơi, chơi kiểu đó là mình là sao leo cao mày. Tất nhiên rồi. Chết cũng khá khá đó. Ủa chị cá mui đứng ngắm gì vậy chị? Tức là nó phải ở góc này, nó chỉ ở có ở góc này thì nó mới biết nhìn thấy cá mui được. Thực ra là cái map này nó không quá rộng ấy, có thể nhìn được. À chị có thể F5 mà, F5 là thấy mà. Cái gì đó không lạ lạ trong này. Ủa anh Dạch sao anh cứ chui vô bụi anh yếu vậy? Tiếc gì năm 19 tự nhiên tôi thấy có một hiện tượng lạ tại Fountain Online. Tôi có hiện tượng lạ nè. Trời ơi ông Dạch ông chui vô bụi, ông quýnh quá trời mấy con trong bụi luôn. Ông chú ở đây ta. Người ta đánh túi bụi á. Không chơi. Ba đứa tìm một đứa ông tìm nó giết nó coi. Trời ơi ba người mà kiếm có người kiếm bóng ra bực bội ghê. Bây giờ mình bắt đầu chơi cái tuyệt chiêu đó đi. Chơi. Giết hết. Chơi. Bây giờ mấy ông chơi giết hết mấy bạn ơi. Chơi đi. Thằng hai dùng. Chơi mất chạy ha. Đi đồ vô văn quá. Em lại tiếp tục me ở hồ nè. Me đi me. Ủa cay đứng ở hồ làm gì cay? Me. Không có à. Gần kiếm ra rồi đây, gần kiếm ra rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, giết ông giết hết người rồi. Ông giết hết tất cả mọi người rồi. Con quay đây ơi, me đây, quay đây ơi. Thì ơi, ở quanh đây thôi, đâu có đeo xa đâu. Ê, dịch. Cái gì đó không đúng mày. Đi vô cái mê cung nè anh ơi. Em nghĩ là trong cái mê cung này nè. Cao thấy rồi, Cao mới thấy rồi. Mày à? Cao mới thấy rồi. Dạ. Cứu tôi. Cứu tôi. Trời ơi. Mày có gọi mày xuống đây. Thằng thú. Thằng vô nhà quá. Thằng vô nhà quá. Lấy thằng chú rồi. Lấy thằng chú rồi. Gì đó. Thằng thú với tôi. Trời ơi. Em ngu gì em xuống. Em ngu gì xuống trước em chết hả? Ngu gì xuống? Không xuống thì để tôi lên. Không xuống thì để tôi lên. No. Mấy anh ơi, chuyện đâu còn có đó mấy anh ơi. Chuyện đâu còn có đó. Ây da. Mày xuống. Chuyện đâu còn có đó mấy anh ơi. Chuyện đâu còn có đó mấy anh ơi. Đứng yên hỏi tội cái đi. Dạ, bình tĩnh. Dạ mấy anh có hỏi gì hỏi đi, đừng làm hại em. Em cay chém mày ra nè. Dạ em đứng im nè, Dạ. Ê cay mùi dưới chân dưới tay nó lột đồ qua. Dạ cho lột lột đồ em đi. Lột đồ. Đi theo lột đồ. Chạy. Mình nghĩ là mình kết thúc clip tại đây. Mấy người này chơi hại dụ á bạn ơi. Chơi giết hết luôn rồi. Không chơi đâu, nghỉ không chơi đâu. Dẹp. Ok. Bye bye mấy bạn nha. Mấy bạn nhớ đăng ký ủng hộ cho cái thành viên của Team Hero nha. Giờ mình nản quá, mình chết. Nản quá, hồi không chơi đâu, nghỉ.